Chào cả nhà. Đó, trong xe em lựa cho nhà hai em xin tao qua A50 nha cả nhà. Đó, thì em quay kỹ cho nhà xem. Thì cả nhà thấy đây là em xin tao qua 350 thì nó là E nha cả nhà. E 350 AV, còn thằng này nó là xin tao qua New 350, thằng này đời mới nha cả nhà. Thằng này đời mới cả nhà lưu ý nha. Đó, để em thôi cứ nhầm, xin tao qua 350. 350 nó cũng có nhiều loại lắm. Đó. Máy đó em lựa ra hai con này quay cho nhà thì nhà biết rồi hả. Máy bên em lựa thì rất ok, từ chi tiết hai ba con đó, quan trọng là giá cả thôi đó. Thì con ngày hôm nay đó là nó cũng 350 hết, nhưng là một con nữa là lam 4 tấc, đó là một con là lam 3 tấc, chung là Latin hết nha cả nhà. Rồi đó, cái nhà thấy bây giờ em quay con này trước cho nhà nha. Đó, đây là em xin tao qua 350 ha, E 350 3 tấc, lam 3 tấc nha cả nhà, lam dài 3 tấc. Thì cái máy này thì dân miền Tây rất là ok, thì cái chuyện mà xài gia đình ha, dân vườn bền và tiết kiệm xăng nhẹ. Thì nhà thấy qua đây là công tắc ha, công tắc thì on off nè, mình xuống tắt lên là mở, ga giữ vẫn còn nha cả nhà. Đó, le thì dòng này thì rất là dễ xài hết nha, rất là dễ xài. Đây là nhớt, nhớt mình châm xuống đây, còn xăng pha nhớt mình châm bên này nha. Nó để tỷ lệ cho mình thấy là 25.1 ha, đó là cái tỷ lệ pha nhớt bên Nhật nha các nha. Pha nhớt có vô xăng nó chạy á nè, 25.1 nè, đó là 25 lít xăng cho 1 lít nhớt đó, các nhà thấy ha. Nếu mà chia về theo tỷ lệ mình pha 1 lít xăng á thì là 50cc cho 1 lít xăng nha các nha. Hả? Đó là tỷ lệ chuẩn bên Nhật nha. Việt Nam mình có thể pha những ít chút xíu ha. Đó, tùy theo loại nhớt có sử dụng. Thì máy móc là nguyên zin, ok cho nhà hết nha. Đó. Thì nó bị một chút xíu chỗ này, đó là cái bô này nó hơi lủng một chút xíu nè cả nhà. Thấy ha. Nhưng mà không sao nha, cái lọc lưới vẫn còn nha. Đó, bình xăng còn zin, combo ha, nằm trên đầu cả nhà thấy nha. Combo. Thì cả nhà muốn sở hữu em này thì cứ liên hệ em số điện thoại trên hình đó, 0868769344. Đó, số em thì có Zalo. Nhà khỏi kết bạn có thể là vô là điện Zalo em luôn trực tiếp cũng được ha, nhắn tin trực tiếp cũng được, ok hết. Nhà lưu ý với em đây là xin tao qua 350. Nó làm 3 tấc. Thì giá cả em sẽ để dưới phần bình luận và phần mô tả. Nó cả nhà muốn xem thì cứ vô đó xem, có thể là liên hệ trực tiếp em ha. Rồi, bây giờ cho cả nhà nghe tiếng máy nổ nha. Thôi cực kỳ chắc ha cả nhà. Bơm nhớt thì ra ok cực kỳ mạnh. Đó, con ốp chỉnh nhớt nằm chỗ này nha cả nhà. Đó, cả nhà dặn ra ngoài này là nhớt ít, siết vô ngoài này là nhớt nhớt nhiều. Đó. Rồi, giật máy nổ lại nha, nghe tiếng nha. Tắt, giật lại. Máy thằng này thì rất là nhạy nha cả nhà. Máy Nhật mà. Đó. Rồi, ai cần thì liên hệ em ha. Và giá cả em sẽ để dưới màn hình và mô tả thêm cho cả nhà nha. Đó, rồi để lên đây. Đó, tiếp theo đây là một em xin tao qua cũng 350 nhưng mà đời cao hơn cái nha. Nó new nè, cái nhà thấy chưa, new ha, new 350 đời cao ha. Thì cái máy này nó hoàn hảo hết, nhưng mà nó bị chút xíu chỗ này, nó gãy cái tay gài này ha cả nhà. Đó, nhưng mà không sao nha, đồ là đồ, vẫn là đồ zin nhiều lắm. Đó, xin tao qua nè, đồ zin hết. Đây là lam 4 tấc. Đây là em xin tao qua new 350 new nha cả nhà, làm 4 tấc ha. 4 tấc. Đó, đầu Latin, xích thì còn cỡ khoảng 50% hết cả nhà. Đó. Em thấy nhìn tổng quan cái máy. Thì cũng như con máy này trước ha, thì giá cả em như để sẽ để dưới phần bình luận và phần mô tả cho nhà xem. Đó, phần máy móc thì ok, zin. Này thì cũng y chang như hai đời thì nó y chang mẫu máy như nhau thôi.
nhưng mà thằng sản xuất trước thì sao ha. Máy này thì còn hoàn hảo hết. Đó, bình xăng con vẫn là bình xăng con zin combo hết nha. Đó. Máy móc đồ chạy là hoạt động ok nha. Hai con máy đều ok như nhau hết. Yên tâm. Đó. Còn anh thợ nào muốn hốt hết hai cây này thì liên hệ em nha. Thì có giá cho anh thợ hốt hết hai cây nha. Đó, để máy xuống đất. Đó thì cả nhà có thể nghe tiếng máy nổ nè. Nhớ ra cực kỳ đều nha cả nhà. Mấy con này thì cực kỳ nhạy, không có gì phải phàn nàn gì nó cả. Tắt hai cái nhà. Con này thì chạy quá nhạy rồi. Độ bền thì cũng cực kỳ cao. Con này là con ốc gati nha cả nhà. Siết vô là gati lớn, xả ra gati nhỏ nha. Máy ốc ok, con này đẹp. Thì giá cả em cũng để dưới phần bình luận, dưới phần mô tả nha cả nhà. Đó, cả nhà xem qua. Thì cả nhà muốn liên hệ trực tiếp em, thêm chi tiết gì đó thì cứ liên hệ em ha. 0868 76444, số điện thoại trên màn hình nha. Số đó của em có Zalo. Cả nhà có thể điện trực tiếp của em. Cắt cái chạy rất là nhạy nha cả nhà. Tắt nè, giật lại nè. Con này máy móc chạy rất là đầm và đã. Đó, rất là ok. Rồi. Đó, nhà để xem qua lại ha. Đó. Rồi, ai thích con nào thì cứ liên hệ em. Và cái nhà lưu ý cho em là hai con này là hai con khác nhau nha. Shinowa 350, E350 và Shinowa 350 New 350 nha. Đó, một con làm 3 tấc và một con làm 4 tấc. Cả nhà lưu ý nha, để sự lầm. Rồi, giá cả em sẽ để dưới phần bình luận và phần mô tả nha. Rồi, xin chào cả nhà. Và ai chưa đăng ký hay đăng ký kênh nha. Ở cuối năm nay, gần gần cuối năm sẽ đăng hai em siêu phẩm cho cả nhà xem nha. Đó, nhá hàng cho cả nhà trước luôn đây. Đây là một em Shinowa 350. Hàng Shinowa 355, hàng chưa vệ sinh. Cái đít máy quá đẹp luôn. Và còn một con 350 nữa nghe nha, hàng siêu phẩm nha. Đó, siêu phẩm cuối năm cho cả nhà nha. Rồi, đó, quay là hai con này, nhà hàng nhiêu đó thôi. Đó. Cả nhà cần thì liên hệ em số điện thoại truyền hình 0868 76444. Ha, số đó của em có Zalo. Rồi, xin chào cả nhà và hẹn cả nhà được biết lần sau. Bye bye.